Okay. Rồi ok. Đấy, hôm nay là mời các bạn món chân cánh gà, đùi gà siêu to, siêu khổng lồ của ông Khang Vlog. Ông Khang Vlog. Đấy, đây là thực ra là cái món rất là đơn giản khi mà đi picnic chúng ta nên mang đi. Hết sức là dễ chế biến, chỉ có cánh gà, đùi gà và chân gà. Các bạn cứ mua gọi là của trong siêu thị là nhanh nhất. Cái này là tổng cộng là bao nhiêu nhỉ? Mười mấy? Mười tầm 20 cánh gà, 20 đùi gà. Đây là tập dượt thôi. 20 chân gà. Gà, cánh gà, chân gà. Hôm nay là